nay chủ đề dạy học hôm nay của chúng ta là bài học chủ đề sản phẩm về hội chợ. Phần đầu tiên tôi xin hướng dẫn cho các bạn về phần từ mới. Từ thứ nhất nó là từ tham quan, có nghĩa là tham quan. Ví dụ chúng ta nói là tham quan chán nản, có nghĩa là tham quan triển lãm. Từ thứ hai chúng ta có từ sổ thí bao, có nghĩa là túi xách tay. Sổ thí có nghĩa là xách tay, bao có nghĩa là túi. Chúng ta đọc lại: sổ thí bao, sổ thí bao. Từ thứ ba, bà xã, vợ, người ta nói là từ lão phố, lão phố. Từ thứ tư đó là từ chia sao, chia sao có nghĩa là giới thiệu. Ví dụ chúng ta có thể nói từ cả câu như sau: ủa chứ chỉ chia sao ý xạ, tôi xin tự giới thiệu một chút. Ví dụ bạn có thể tự giới thiệu về mình một chút thì nó nỉ chư chỉ chia sao ý xạ, bạn tự giới thiệu về mình một chút. Tiếp tục chúng ta có từ thứ năm, đó là từ tên, là cửa hiệu. Từ tên này có thể đằng trước nó có thêm từ sang tên, có nghĩa là cũng là cửa hiệu. Nhưng khi mà chúng ta có một cái tên chuyên về cái cửa hàng nó làm cái gì thì chúng ta có thể bỏ cái từ sang đi và chúng ta thêm cái từ tên vào thôi. Ví dụ như là y phú tên chẳng hạn thì chúng ta có thể dịch đó là cửa hiệu quần áo hoặc là cửa hàng bán quần áo. Ví dụ su tên có nghĩa là cửa hàng bán sách. Và cứ như thế chúng ta có thể ghép cái từ tên vào đằng sau các cái mặt hàng thì nó trở thành các cửa hiệu bán cái hàng đó. Tiếp theo chúng ta có từ 6 là nhãn hiệu, người ta đọc là品牌. Ví dụ chúng ta có một cái mặt hàng ở đó và chúng ta hỏi cái hàng này đó là nhãn hiệu gì thì chúng ta có thể hỏi, ví dụ như quần áo này là nhãn hiệu gì thì chúng ta hỏi như sau: ví dụ chưa xia y phú sư sở mơ phiền, có nghĩa là những cái quần áo này là cái nhãn hiệu gì. Tiếp tục chúng ta có từ thứ bảy, chán phỉn là sản phẩm. Rồi sinh sản thì nó là sản xuất, thế còn chán phỉn nó là sản phẩm. Ví dụ Duyên Nán chán phỉn có nghĩa là sản phẩm của Việt Nam. Ví dụ Trung Quốc chữ trao chán phỉn có nghĩa là các sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc. Từ tiếp theo chúng ta có từ Trang mại, trang mại có nghĩa là chuyên buôn, chuyên bán cái gì đó. Ví dụ của mình sang tên trang mại y phú, tức là cửa hiệu của chúng tôi là chuyên bán quần áo. Hoặc là chúng ta có từ như sau, ví dụ như là lũy sư y phú trang mại, có nghĩa là chuyên buôn bán quần áo phụ nữ. Chúng ta có từ tiếp theo, đó là từ thứ 9, là huy truy, là hội tụ. Từ thứ 10, chúng ta có từ tua chủng, là nhiều, đa dạng, nhiều loại. Ví dụ như là tua chủng, tua giang, có nghĩa là sản phẩm đa dạng, nhiều loại, nhiều dạng. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 11, tập hợp, nên anh nghĩa là chí hứa là tập hợp.
ta cha chí hứa mọi người tập hợp. Từ thứ 12 chúng ta có từ chư liang, có nghĩa là chất lượng. Ví dụ chúng ta có thể hỏi mặt hàng này chất lượng ra làm sao. Ví dụ chư chủng chán phìn chứ liang chả mê ăn. Loại hàng này thì cái chất lượng sản phẩm như thế nào. Chúng ta đọc lại chư liang là chất lượng, chư liang. Từ thứ 13 chúng ta có từ bảo đảm, nó nghĩa là bảo trân. Chúng ta đọc lại bảo trân. Ví dụ chúng ta theo hỏi mặt hàng này có bảo đảm không, chất lượng không. Ví dụ chúng ta có thể hỏi như sau: chưa cơ chán phỉn bảo trân mà, bảo trân chí cứa mà, có nghĩa là cái sản phẩm này có bảo đảm được chất lượng không. Có bảo đảm là đủ điều kiện, chí cứa có nghĩa là đủ điều kiện. Tiếp theo chúng ta có từ thứ 14, sứ huệ là giá cả cạnh tranh. Chữ này có nghĩa là chất lượng vừa phải, giá cả cạnh tranh. Tiếp theo chúng ta có từ thứ 15, quốc chi là quốc tế. Ví dụ quốc chi là thị trường, có nghĩa là thị trường quốc tế. Tiếp theo chúng ta có từ thứ 16 là từ tiền trí là cao cấp hoặc đẳng cấp. Từ thứ 17 chúng ta có từ cung chua là gia công, chế tác. Tiếp theo chúng ta có từ chinh si là tinh tế, tinh xảo. Ví dụ sản phẩm rất là tinh tế thì nó chơ cơ chán phỉn hẳn chinh si, khan hẳn chinh si, cái sản phẩm Việt Nam rất là tinh tế. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 19, từ khảo chiêu, có nghĩa là cân nhắc nghiên cứu kỹ lưỡng. Ví dụ cái vấn đề này thì tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chưa cơ ôn thì của eo khảo chiêu cái vấn đề này tôi phải cân nhắc, tính toán. Tiếp theo từ 20 có nghĩa từ leo là nguyên liệu. Ví dụ sứ liệu có nghĩa là đồ ăn chẳng hạn, đồ ăn hoặc là thực phẩm, thức ăn. Người ta gọi sứ liệu, nguyên liệu. Hoặc là nguyên liệu là cũng là từ nguyên liệu. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Các bạn thấy hay thì chúng ta hãy đăng ký ở bên dưới hoặc subscribe hoặc là like để chúng ta sẽ được xem các cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.